Hello, xin chào các bạn, hôm nay các bạn khỏe không? Em là Honda Nguyễn đây. Hôm nay em đang ở trên cái thành phố Garden Grove nha các bạn, quận Cam đó. Thì hôm nay mình vô trong cái siêu thị QT Golden Marketplace. Cái chỗ này là cái chỗ trung tâm mua sắm và ăn uống nha các bạn. Cái này cũng là lần đầu tiên mình vô đó. Thì hôm nay mình vô trong đây, mình coi thử coi có gì đây rồi sẵn mình quay, mình chia sẻ cho các bạn luôn, ok? Các bạn đi chơi với mình nhé. Đó, các bạn vô đây thì mình thấy cái chỗ này nó như cái mini mall nha các bạn, cái mall nhỏ đó. Mà như cái cũng như cái food court vậy đó. Ở đây bán đồ ăn, đồ uống rồi cũng có bán đồ nữa nha các bạn. Đó thì hôm nay đó mình sẵn mình đang ở thành phố Garden Grove đó. Chạy ngang qua thấy nó, tại vì mình đang vô trong cái quán bún đó để ăn ăn mấy tô bún đó, cái nhìn qua thấy nó thôi sẵn vô đây luôn, tại nghe nói cũng chắc cũng nổi tiếng đó. Họ cũng mở được chắc cũng được năm rồi đó. Thì thôi sẵn vô đi, đi vòng vòng luôn, quay cho các bạn, miễn mà các bạn nào mà ở xa đó, chưa bao giờ đến hay là đến rồi nhưng mà bữa giờ lâu quá rồi không có vô đó, ít nhất cũng biết nó có cái gì đó dưới nó ra làm sao. Ok, các bạn tiếp tục đi chơi với mình nhé.
Ok các bạn, thì nãy giờ đi vòng vòng thấy cũng đã các bạn, cũng nhiều đồ ăn rồi, cũng có đồ uống đồ, cũng có đồ để mua rồi nữa, cũng có siêu thị trong đây nữa. Đó thì sẵn đó mình vô luôn, mình quay rồi mình chia sẻ cho các bạn, để cho các bạn biết ở đây nó có cái gì đó. Ok các bạn, có vậy thôi, thôi bây giờ mình chuẩn bị đi ra đi chỗ khác. Các bạn nhớ ủng hộ cái channel của mình nhé. Nhớ comment, like, share và subscribe. Kế bên cái nút subscribe đó các bạn, nó có cái chuông đó. Các bạn cũng nhớ bấm cái chuông luôn nhé. Mỗi lần mà mình up cái video nào mới đó thì họ báo cho các bạn biết. Ok các bạn, cảm ơn các bạn đã xem cái video này hôm nay và theo dõi channel của mình nhé. Có gì mình gặp sau. Bye bye.